yêu ca cái gì hả? Đây là son của con nào? Tại sao anh lại khốn nạn như vậy? Từ khi tôi lấy anh về, tôi hy sinh cho anh biết bao nhiêu. Đến loại mỹ phẩm tôi còn không dám mua, mày lại đối xử với tôi như vậy sao? Cô bớt kêu ca đi, đã cưới tôi là phải chịu chứ sao? Anh Vinh. Ủa chị hai, sao chị có mặt ở đây? Tôi mà không tới đây thì làm sao tôi biết được tính của anh? Chứng nào tật nấy, cái tát đó là anh xứng đáng được nhận đó. Nếu không đem cho con bé hạnh phúc được thì buông tay đi. Đúng là hèn hạ mà. Đi em. Nè, cầm cái đầm này đi. Rồi, sử dụng cái bộ tắm trắng này đi. Tắm xong em sẽ thấy mình xinh đẹp như thế nào. Vô đi. Dạ. Ôi chị hai, chị cho em dùng cái gì á mà em tắm lần đầu là da đã trắng mịn còn thơm nữa nè. Đây là bộ tắm trắng cao cấp 30 giây, nó là nguyên liệu nhập khẩu 100%. Chị tắm riết mà chị ghiền đó. Còn em nữa, không được phép cho người khác xem thường mình. Người này không trân trọng mình thì sẽ có người khác trân trọng mình. Dạ. Em á phải luôn sống tự tin, vui vẻ và xinh đẹp, để cho Hồng Anh nó sẽ phải hối hận vì đã bỏ rơi một cô gái như em, nghe chưa? Dạ, em biết rồi ạ. À. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.